Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay ta đang có ở đây là chiếc Samsung Galaxy Note 7, chiếc điện thoại đỉnh đám nhất hiện nay. Và một trong những cái tính năng hấp dẫn nhất mà tôi sẽ nói đến hôm nay đó chính là tính năng bảo vệ bảo mật bằng mống mắt. Thì cái mống mắt này nó có rất là nhiều điểm đặc biệt. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đi cài đặt ở trong phần cài đặt và chúng ta vào phần màn hình khóa và bảo mật. Nó sẽ có phần mống mắt. Khi mà chúng ta cài đặt mống mắt thì nó sẽ đòi hỏi một cái mật khẩu và mã khóa và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục cài đặt. Các bạn có thể thấy là giữ khoảng cách giữa cái camera và mắt người khoảng 25 đến 35 cm để camera bắt đầu nhận diện. Tôi sẽ thử tiến hành ngay sau đây. Các bạn có thể thấy là máy đã bắt đầu nhận thành công chưa mống mắt của tôi. Sau đó thì tôi sẽ bật cái tính năng xác nhận bằng mống mắt này và tôi sẽ thử nghiệm ngay bây giờ. Các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta mở camera lên thì sẽ có hai cái phần bên trên là camera để dò cái phần mống mắt của chúng ta, mà tôi chỉ cần khi mà tôi sẽ đưa mắt xuống vào mắt vào phần camera là máy sẽ tự mở. Các bạn nhìn thấy đấy, rất nhanh, tốc độ mở là rất nhanh, phản hồi rất là tốt. Ngay bây giờ tôi sẽ thử đeo kính để thử cái tốc độ mở máy của chiếc bảo mật trên chiếc Samsung Galaxy Note 7 này. Khi tôi đeo kính thì khả năng nhận vẫn là rất là nhanh. Tôi sẽ mở thử cái bằng bảo mật bằng mống mắt trong điều kiện không có ánh sáng, tức là hoàn toàn tối. Như vậy là máy đã nhận nhanh và rất là nhanh ở trong dù không có điều kiện ánh sáng. Bảo mật mống mắt này thì có rất là nhiều điểm thú vị, tuy nhiên là tôi nghĩ là chúng ta sẽ không phải là dùng thường xuyên, mà dùng thường xuyên chúng ta sẽ vẫn dùng cái cảm biến vân tay bởi vì nó rất là nhanh và chúng ta chỉ mất một thao tác chạm mà thôi. Trong khi dùng cảm biến mống mắt thì chúng ta phải bật máy lên và chúng ta vuốt mở, sau đó thì cái camera mới bắt đầu hoạt động và chúng ta đưa mắt để thiết bị nhận diện. Điều này thì hơi mất thời gian, tuy nhiên là nó sẽ giúp ích trong một số trường hợp, ví dụ như là tay chúng ta đang bị ướt hoặc là đôi khi cảm biến vân tay nó không nhạy ở trong một số trường hợp nào đấy, và chúng ta sẽ dùng cái bảo mật mống mắt này rất là tiện lợi. Như vậy thì nếu mà bảo mật mống mắt chỉ để mở máy thôi thì nó rất là đơn giản, và hôm nay tôi sẽ giới thiệu thêm một cái điều thú vị nữa ở bảo mật mống mắt, đó chính là việc nó có một cái thư mục bảo mật ở trên máy. Các bạn có thể thấy đây là thư mục bảo mật trên chiếc Samsung Galaxy Note 7. Ở trong phần thư mục bảo mật này nó sẽ bao gồm tất cả các cái phần mềm giống như ở bên ngoài, ví dụ như là ảnh, máy ảnh, danh bạ, email, internet, Facebook, Messenger. Tuy nhiên là trong cái phần bảo mật này thì thư mục bảo mật này nó tách biệt hoàn toàn dữ liệu với phần bên ngoài, nghĩa là bộ sưu tập ảnh này cũng sẽ chứa những cái ảnh mà chúng ta lưu một cách bí mật và ở bên ngoài sẽ không xem được. Cũng tương tự như vậy là Facebook này chúng ta có thể đăng nhập một tài khoản hoàn toàn khác, mà mỗi lần sử dụng thì chúng ta phải sử dụng một cái chế độ bảo mật khác so với chế độ bảo mật máy. Thì ở đây tôi đang dùng cái chế độ bảo mật bằng mống mắt. Mỗi lần chúng ta vào thì máy sẽ yêu cầu mở khóa và chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là máy cũng đòi hỏi cái mống mắt của chúng ta. Tôi sẽ đưa mắt vào để mở, và như thế là cái thư mục đã mở hoàn toàn. Các bạn có thể thấy vào đây thì là một cái Facebook hoàn toàn mới. Ở bên ngoài tôi đã đăng nhập nhưng vào đây thì nó là một phần mềm hoàn toàn khác. Ngay cả bộ sưu tập cũng vậy, ở trong này thì không có ảnh giống như ở bên ngoài. Ngay cả phần mềm chơi game thì cũng nó sẽ là một tài khoản hoàn toàn khác. Điều này giúp chúng ta có thể chơi nhiều tài khoản cùng lúc và cái bảo mật rất là tốt. Ở trong phần thư mục cài đặt của thư mục bảo mật này nó sẽ có rất là nhiều cái kiểu khóa. Ngoài phần vân tay thì chúng ta có thể bảo mật bằng mã pin, mẫu hình hay là mật khẩu và thông thường. Và hai cái rất là bảo mật đó là vân tay và mống mắt thì chúng ta có thể thay nhau sử dụng. Ví dụ như là vân tay chúng ta sử dụng để mở máy, còn mống mắt chúng ta để mở thư mục bảo mật. Khi chúng ta cần, sau khi không sử dụng nữa chúng ta sẽ khóa máy vào. Như vậy là mỗi lần mở thư mục bảo mật này thì tất cả những cái dữ liệu ở bên trong đều được giữ bí mật cho chúng ta.